Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ngắn về việc trao của hồi môn trong một đám hỏi tại miền Tây. Theo nội dung được ghi lại trong đoạn clip, người phụ nữ được cho là mẹ của cô dâu đã dành tặng đôi vợ chồng trẻ 600 công đất cùng trang sức trị giá lên đến cả chục tỷ đồng. Cũng theo lời người mẹ, diện tích đất bà trao khoảng 90 tỷ đồng. Cuối clip, người mẹ một lần nữa nhắc lại giá của 600 công đất nói trên. Nhận được món quà lớn của đấng sinh thành, cô dâu và chú rể cúi đầu cảm ơn. Đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, các tài khoản đăng tải thông tin này sau đó đã gỡ bài viết. Theo tìm hiểu, nhân vật trong clip nói trên là vợ chồng ông Bùi Văn Mến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ông Mến cho biết, tại đám hỏi của con gái được tổ chức vào giữa tháng 10 vừa qua, vợ ông đã nói nhầm. Vợ ông nói nhầm 60 công đất là 6 hectare thành 600 công đất. Đất ruộng ở nông thôn chỉ trên dưới 100 triệu đồng một công, nên 60 công đất trị giá khoảng 8 đến 9 tỷ đồng. Ông Mến cho biết thêm, vì vợ nói nhầm nên ngay sau đó ông đã đính chính với quan viên hai họ. Còn trong bảng kê khai tài sản, ông Mến đã kê khai cho gia đình có mấy hecta đất và dự kiến cho con. Theo lời ông Mến, đất này do ông bà khai phá thời trước. Vợ chồng ông được thừa hưởng từ hai bên, mỗi bên một ít. Toàn bộ sự việc ông đã báo cáo và đính chính thông tin với cơ quan. Trong khi đó, ông Trần Văn Dự, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, cho biết Ủy ban Kiểm tra đang làm việc với ông Mến và sẽ thông tin sau. Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 10 năm 2024 tăng 0,55%. Việc tăng giá các mặt hàng lương thực thực phẩm này được cho là chủ yếu từ tác động của bão, mưa bão, thời tiết không thuận lợi diễn ra hồi tháng 9. Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 10 tăng 0,55%. Trong đó, chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,79%. Một số mặt hàng lương thực như giá khoai, ngô, bột ngô, ngũ cốc ăn liền cũng ghi nhận mức giá nhích lên so với trước. Tương tự như lương thực, chỉ số giá nhóm thực phẩm tháng 10 tăng 0,66%, giá nhóm rau tươi khô và chế biến tăng 3% do nhu cầu tiêu dùng trong tháng tăng, trong khi một số loại rau, củ quả đã cuối vụ và thời tiết mưa bão, ngập lụt tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tới nguồn cung, các loại thịt và trứng cũng tăng. Giá thủy sản tươi sống tăng 0,36% do nhu cầu tăng, sản lượng khai thác giảm khi vào mùa mưa bão, tàu thuyền hạn chế ra khơi đánh bắt nên sản lượng đánh bắt thủy hải sản giảm. Ngoài ra, nhiều loại trái cây tươi, trái cây đã chế biến cũng tăng giá từ tháng trước, trong đó gồm nhiều loại trái cây phổ biến như chuối, xoài, các loại gia vị, bánh mứt kẹo, chè, cà phê cũng tăng giá trong tháng 10 và tăng đáng kể so với hồi đầu năm nay. Sau 15 năm đi vào hoạt động, cụm cảng Cái Mép, Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có thể tiếp nhận các tàu container lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sản lượng của cụm cảng này đến nay mới chỉ đạt hơn 7 triệu thiêu mỗi năm, đóng góp cho ngân sách 20.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Một con số chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế của cụm cảng nước sâu trong mối liên kết của vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, phía Thành phố Hồ Chí Minh lại đang nghiên cứu để làm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Nhiều ý kiến cho rằng liệu có thể gây lãng phí khi một bên chưa khai thác hết tiềm năng cụm cảng, nhưng một bên lại muốn xây dựng thêm cảng mới. Cảng Exit là một trong những cảng nước sâu tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải, với bến chính dài 600 mét và khu vực hậu cần khoảng 60 hectare. Mỗi tuần, cảng này tiếp nhận 7 dịch vụ cho hãng tàu MSC lớn nhất thế giới, đi Mỹ, đi châu Âu và nội Á. Kết thúc tháng 10 vừa qua, cảng này tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và được đánh giá có sự tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này vẫn chưa tương xứng với dư địa phát triển và doanh nghiệp cảng đang phải tiếp tục đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu lưu lượng hàng hóa. Đối với chúng tôi, với cái chiều dài cầu bến, với cái chiều dài của bến Hậu Phương, thì cái năng lực hiện giờ vẫn còn cái dư địa còn rất là nhiều. Chúng tôi chắc cũng khoảng chiếm mới khoảng phân nửa của cái khả năng làm hàng được thôi. Dù đi vào hoạt động 15 năm qua, nhưng cụm cảng Cái Mép Thị Vải vẫn chưa thể khai thác hết tiềm năng, phát huy hết công suất. Đến nay, cụm cảng này vẫn chưa thật sự là cảng trung chuyển, thiếu một tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại chỗ, thiếu một hệ sinh thái logistics, thiếu một hệ thống giao thông kết nối liên vùng, đa phương thức, chi phí logistics cao, thời gian thông quan kéo dài, đặc biệt là chưa thể đầu tư hai cảng nước sâu Cái Mép Hạ, Hạ Lưu Cái Mép.
Phân tích của các chuyên gia cho thấy công suất của cái mép Thị Vải chưa khai thác hết mà chúng ta bắt tay ngay vào xây dựng cảng Cần Giờ với khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ là một sự lãng phí lớn cũng như giảm tính cạnh tranh với các cảng nước sâu trong khu vực. Phải phân kỳ nó ra. Như dự án này, nếu đầu tư thì cái Cần Giờ thì tập trung vào trung chuyển giống như cam kết của MSC. Và trung chuyển thì tôi nói thật là chưa nhiều đâu. Nói thật, của một cái kinh nghiệm từ lâu. Thế nhưng mà cũng tốt. Nếu MSC đưa vào với Cần Giờ thì vẫn nên quy hoạch theo phân kỳ đi. Đừng cho làm tất cả một lúc, vừa lãng phí. Ta đang chống lãng phí mà. Thì làm cái đủ để cho trung chuyển đi. Đúng không nào? Nhưng mà đừng cạnh tranh với lại, thậm chí đừng cạnh tranh với cái mép Cát Lái. Nếu cho làm toàn bộ khu vực Cần Giờ thì nó sẽ cạnh tranh với chính Cát Lái hiện nay, chứ không phải cái mép. Đã chưa sử dụng hết cái công sức của cái mép Thị Vải. Mà hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh muốn thành lập cái cảng biển Cần Giờ sắp tới đây nữa, thì mặc dù nó không phải là cạnh tranh với giữa Cần Giờ và cái mép Thị Vải, nhưng bây giờ nếu mà bên thì cái mép Thị Vải đã là công suất không đạt rồi, mà hiện nay cũng là một cảng quốc tế rất là lớn, cũng rất là cần thiết, mà bên đây có nữa như vậy thì tôi thấy là trong thời điểm hiện nay nếu có nữa sẽ theo tôi nghĩ rằng không biết gì sâu xa nghĩ như thế nào, tôi nghĩ nó sẽ có lãng phí về cái nguồn lực. Các chuyên gia cũng cho rằng trước mắt phải gỡ ngay những điểm nghẽn về cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho cụm cảng cái mép Thị Vải để sớm đưa cụm cảng này thành cảng trung chuyển, phát huy hết công suất dư địa. Cục Hàng hải Việt Nam tập trung nạo vét luồng tuyến để cái mép Thị Vải đảm bảo đón được tàu lớn vào làm hàng. Tới đây, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành hoàn thành, đưa vào khai thác, chắc chắn cụm cảng cái mép Thị Vải sẽ tăng trưởng mạnh, đảm bảo được cạnh tranh với các cảng nước sâu trong khu vực. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những tháng cuối năm, doanh nghiệp ngày càng có nhiều đơn hàng. Thậm chí một số ngành như dệt may, da giày, đồ gỗ có hợp đồng đến quý 1 năm sau. Tuy nhiên, nghịch lý là doanh nghiệp đang khó tuyển dụng lao động, dù đã tăng lương, tăng phúc lợi. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.